làm cho mình con người nước mắt tinh thần đó luôn. Thành nữ là mình tìm cách mình nhưng nó làm cho con người mình mất cái lòng vui. Cái đó là chị ghen hay là sao? Bà không có ghen mà, nhưng mà giữa chỗ nó để cho anh đi hứng gió cho nó khỏe con người của mình chút. Sao biết con người của mình bị nó đã thấm vô cái cuộc thấm vô trong mình đã biết, mình gọi mình coi vô trong bộ phận mình biết liền thấm mình... liền. Cái gì mà nói để anh đi dưới này nghỉ ngơi ít bữa khỏe anh về với nó giờ quá hơi. Quá hơi sao ra ngoài hứng gió cho nó khỏe lại với... Mày sáng giờ anh đi đâu anh Tố? Vì ra ngoài hứng gió. Hứng gió? Ra ngoài bên đồ hứng gió. Thì sao ra ngoài đồ hứng gió là sao? Hứng cho gió cho nó khỏe cho mình. À, còn ở trong nhà? Trong nhà đập đậu khó chịu á, vì ra ngoài hứng gió. Có quen ai ngoài không? Không, ra ngoài một mình, ra ngoài ngầu hứng gió. Hứng gió rồi? À. Ồ, mới biết là đi hứng gió luôn rồi. Là đó là đi nghỉ dưỡng hay sao vậy? Nghỉ dưỡng hứng gió, đợi bay xuống bay ém tài rồi. Ai? Vợ tôi. Trời ơi. Ém tài rồi. Vợ anh Tú ém tài hả? Rồi ém tài sao? Ém tài làm cho mình con người nó mất tinh thần đó luôn. Thành nữ là mình tìm cách mình nhưng nó làm cho con người mình mất cái lòng vui. Cái đó là chị ghen hay là sao? Bà không có ghen mà, nhưng mà giữa chỗ nó để cho anh đi hứng gió cho nó khỏe con người của mình chút. Sao anh không kêu bà đi hứng gió chứ không? Thôi để cho bà về cho con người của mình cho nó được cái sự bình tĩnh rồi cho nó vui vẻ. Là có bả là mình mất bình tĩnh hay sao? Có bả làm cho mình mất cái tinh thần. Vì sao? Cái kiểu như bả xuống bả làm cho mình con người của mình mất cái tinh thần lòng tin của mình. Mình đi ra ngoài mình hứng gió trời. Không ngày bả có làm anh buồn không mà sao mất lòng tin? Không. Mà mình gặp cái mặt của bả là mình mất lòng tin hả? Nó như là mình cũng như là chủ yếu là mình đi tốn né đi ra ngoài bến đò hứng gió vậy thôi, chứ mình không có nghĩ ngợi. Hứng gió cho con người của mình nó khỏe là chút. Sao mình biết cái chuyện đó nữa ta? Biết con người của mình bị nó đã thấm vô cái cuộc thấm vô trong mình đã biết. Mình gọi mình coi vô trong bộ phận mình biết liền thấm mình... liền. Cái gì thấm vô trong mình anh? Hả? Cái gì mà nó thấm vô trong mình anh? Cũng như cái chuyện của mình phải không? Mình có cái máy mình gọi vô là mình biết con mình của mình là nó thấm rồi. Anh có cái máy gọi vô luôn hả? Có. Máy gì? Cái máy máy siêu âm. Máy siêu âm đó ở đâu có? Hả? Cũng như là Chúa ban. Chúa ban? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Chúa độ cho mình biết. Chúa độ cho mình biết luôn. Chúa độ cho mình biết cái sự mà cái máy siêu âm mình gọi vô mình gặp mình biết chứ. Gà mình biết. Gà vô trong người của mình biết liền, thấm liền. Gà vô trong người biết thấm liền. Bởi vì mấy gà mãi mới hứng gió đó. Nay anh có đợi em uống cà phê không? Dạ. Có không? Dạ, đi ra bên đò sớm giờ ra ngoài hứng gió. Vậy hôm qua hẹn là uống cà phê với em. Dạ. Ra ngoài hứng gió cho nó khỏe con người của mình là. Chị nói là bữa nay không thấy rủ chị đi ưa cà phê kìa. Mình không thích bả. Nhưng mà có cái mình biết trong người của mình thấm rồi. Ra ngoài hứng gió là cho nó nhẹ là mới được. Chứ mình để hoài là sao? Để hoài là cũng như nó thấm vô trong máy của mình là lâu quá là nó bị. Bị gì? Nó bị nhiễm. Nhiễm gì? Như là con người của mình để lâu quá nó nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh. Mình có cái máy siêu âm mình gài vô mình biết. Máy đó là Chúa ban luôn. Chúa ban mình gài vô cái máy mình đặt đi vô trong mình biết mình là vô. Chúa chỉ có ban cho mình anh hay sao? Chúa ban cho tôi biết. Và cũng như là mình có hai con mắt mình gọi vô trong mình giờ mình biết thấm liền. Hai con mắt của ai? Của mình á. Anh tự nhìn vô trong cơ thể mình được luôn hả? Đồ mà gọi vô trong mình thấy hết. Biết thấm. Biết thấm rồi. Thấy gì? Thì thấy chuyện này chuyện nọ cũng như cái chuyện của mình trong cuộc đời của mình nó không có cảm để cho con người của mình nó vui vẻ
mình mới đi ra ngoài mình hứng gió để cho con người của mình nó cho nó khỏe, tỉnh tuồn khỏe là con người của mình là cho cái bộ não mình cho nó khỏe rồi. Mà mình cảm giác là nó có khỏe lại không? Khỏe, ra ngoài hứng gió khỏe lại liền. Để hồi nó xuống nó ém tài mình rồi, ướt. Là lại dạ dạ tôi á. À. Được cái máy đó rồi thì thôi bữa nào anh dội vô trong người vợ mình luôn đi, nếu mà có bệnh đồ gì anh sẽ đưa đi hóng gió cho hết luôn, hóng gió cho nó khỏe rồi. Chịu không, chịu dội vô mình vợ không? Dạ siêu âm cho trong mình vợ mình á, cái máy được Chúa ban rồi. Rồi mình siêu âm cho vợ mình luôn, mình có cái sự cái tầm nhìn của mình tâm linh của mình có hai con mắt của mình cảm, mình nhìn mình cảm thấy, mình thấy. Mình tự cảm nhận thấy, thôi thấy thấm liền chứ nhìn vợ không được ha. Dạ mà biết là điều có trong người của mình nhìn vô là thấy thấm liền. Nhìn luôn không mình chỉ ra ngoài hứng gió cho khỏe con người của mình là mà do đó hứng gió rồi gặp vợ rồi sao? Gặp vợ lại thì cứ như mình lại rồi mình biết mãi gì thôi chứ kêu quá vợ đi chứ giờ mình đâu có cần. Bây... vợ mà không cần đâu. Thì cũng như mình nói gì thì biết đâu. Bây giờ là mình chỉ cần gió thôi. Con người của mình sống trong đời thì nhờ có cái máy quay ảnh mà giờ máy quay ảnh đã có rồi, giờ cần gì nữa giờ. Chỉ cần máy quay ảnh thôi. Đâu có, con người giờ có cái máy quay chụp ảnh vậy rồi, cần gì nữa giờ. Vậy là có gió là không cần vợ nữa. Có gió cái hơi gió vô là khỏi cần vợ. Mà có vợ là không cần gió. Cũng như mình lúc mình không có muốn lại gần, mình ra ngoài hứng gió để vô cái bộ não của mình cho nó khỏe lại. Để lại xuống ngoài con người của mình nó giật tới giật lui, con người của mình nó bứt rứt. Giật tới giật lui là sao? Cái lương tâm của mình nó cắn rứt á. Lương tâm của mình cắn rứt khi gặp vợ. Mình để cho cái bộ óc mình cho nó khỏe rồi. Ra ngoài lấy cái hướng gió Đà Lạt tới. Hướng gió Đà Lạt. Cho nó bay cái hơi lại. Cho bay hơi gì? Bay cái hơi gió lại cho con người của mình nó khỏe. Là ngày nào cũng hứng hay sao? Ngày nào cũng ra sông hứng gió vậy. Mấy giờ anh hứng? Ra ngoài hồi sáng uống cái ly cà phê rồi khoảng 8 giờ ra ngoài. Rồi hứng gió cho nó con người của mình nó khỏe lại. Vậy là anh thích uống cà phê hứng gió. Dạ hứng gió. Mà chỉ mình thôi, có vợ là không được. Được. Có vợ cản tài. Nó ném tài của mình, con người làm cho con người mình cắn rứt. Cắn rứt vợ hay là cắn rứt mình? Cắn rứt của mình, lương tâm của mình. Lương tâm mình bị cắn rứt. Ra ngoài hướng gió rồi. Có khi nào mình hướng gió mình nhìn gái đẹp không? Dạ đẹp. Có nhìn gái không? Nhìn vô biết. Biết hả? Biết, nó đẹp. Mình thấy con gái đẹp mình có tinh thần mình nó có thoải mái không? Dạ, thoải mái đẹp. Thoải mái. Đẹp ha? Dạ đẹp. Rồi sáng nhận vợ có đi kiếm anh không? Dạ có kiếm mà nói để anh đi dưới này nghỉ ngơi ít bữa khỏe anh về với giờ quá hơi. Quá hơi sao? Ra ngoài hứng gió cho nó khỏe lại chứ. Giờ gặp vợ là quá đấy. Cái ngày nào cũng ném tài. Tôi nói chú này tôi hí cho ông ăn luôn. Chứ con người gì đâu mà ai mà ăn dữ thằng luôn. Thế gì? Giống như là mình ý nói thôi đụ mấy ông xuống đây ông làm hoài đi thôi, tôi hí cho ông ăn luôn. Chứ ai mà ăn mà dữ thằng luôn. Đồ má, con người người ta sống nhờ có cái máy quay phim chụp ảnh rồi người ta để chụp vợ con rồi để lại làm cái niệm đồ được rồi phải không? Còn này đâu có mấy gì đâu mà lấy đâu hàng chục máy gì dữ thằng luôn. Ta là có con người sống được mà trong đời người cái một thôi chứ đâu mà dữ thằng luôn. Thì cho cái một được rồi. Như giả tỷ như anh em mình bất cứ ai cũng vậy, sống trong loài người con người của mình thì ai cũng vậy. Nghèo giàu thì không cần biết mà, nhưng mà có cái mình cầm cái máy quay phim chụp ảnh được đâu. Chứ đâu mà dữ thằng luôn. Rồi hứng gió là vợ có kêu dài không? Có không, ra ngoài mình hứng cho cái luồng gió cho mình cho nó khỏe. Nhưng mà vợ anh nó kêu, có kêu dài trển không?
Nó không giờ về đi chứ giờ tôi hết ham rồi. Tôi hết ham. Trời ơi. Hết cần rồi. Hết cần luôn hả? Nói hồi mới, tôi còn nhỏ, tôi gặp bà tôi còn ham. Chứ mày lớn lên sao tôi gặp bà tôi hết ham. Lớn ngày đấy. Lớn lên gặp bà là hết ham luôn rồi. Nói hồi nhỏ tôi gặp bà tôi còn phái. Chứ ngày đầu quá lớn lên tôi gặp bà làm tôi hết ham. Sao hết ham? Nói đồ quá, bây giờ con người sống bây giờ đồ quá, cầm máy quay phim chụp ảnh không người sống chi. Mày ơi, tôi gầu. Chứ giờ gặp bà là tôi hết ham mà hả? Sống chi nữa. Ừ. Bây giờ muốn kiếm bà khác không? Không. Sao mà? Ở vậy để mà tu hăng. Tu thân. Tu hăng để cho con người cái bộ não của mình cho nó nhẹ nhẹ nhõm là nó sống nó mới có dai được. Ừ. Nếu mà làm như vậy hoài là sống không bao giờ nó họ. Ừ. Mình cứ nghỉ ngơi đồ cho khỏe vậy hoài là cái bộ não mình nó nhẹ rồi. Ừ. Con người của mình cái máy của mình nó nhẹ rồi. Ừ. Còn nếu mà mình làm quá cái chuyện mà này nọ hoài sống chắc không họ. Sống cho họ làm chuyện gì mà sống không đỏ, cứ ngày nào cũng mắc ra tận tiền sao họ được, sao họ được. Con người của mình phải luôn luôn lúc nào mình cũng phải đi mỏ ốc để mà cho bạn bè khách khứa lại, để mà mình có cái sự ăn uống trong đó, để mà ăn nhậu, để mà ta lấy cái sự vui chụp hình. Ừ. Để mà ta làm kỷ niệm như tặng quà tặng đồ cho cái người mà mình thích á. Ừ. Mình có thích ai mình tặng cho mẹ cái máy mà chụp ảnh quay phim những cái mẹ đi. Ừ. Để mà làm kỷ niệm những cái rồi. Ừ. Chứ nếu mà mình là con người mà mình mắc người ta tặng quà gì vậy hoài nó cũng mắc cái sự ấy đó. Sự gì? Mắc cái sự vui đó. À, vì sao? À mình khách khứa lại nhà mình phải đãi ăn nhậu. Ừ. Mua 2-3 cách bia để uống đi gầu. Ừ. Chứ mà làm gì hoài mắc nó làm vui đó. Là ta tặng cho mình cái mình mất niềm vui. Ờ, mình cũng phải mua bia đồ vô cho nhà đồ ta uống đồ 2-3 hùng gì cái được gầu không? Ôi sao mình bỏ vợ mình mà tu thân mình sống dai là sao anh Tốt? Như mình đi ra ngoài sông á, mình hứng ba cái gió, cái ngọn gió nó bay lại. Ừ. Có khỏe trong người của mình rồi. Ừ. Mình có không có kiếm thêm người nào khác nữa hả? Không, không dám kiếm luôn. Là sao? Như con người của mình ham muốn quá cái nó vượt. À, đấy là sao? Con người của mình cần thiết quá, cái kiểu như con người của mình nó mắc cái đồng cảm của mình. Cần thiết là cần thiết gì? Cũng như con người mà mình gặp đàn bà mà mình ham muốn mình cần quá, nói với nó cũng nó vô não mình, nói với nó cũng không ấy nữa. Không để gì? Cho con người của mình nghỉ ngơi đồ cho nó khỏe rồi nhẹ rồi lợi nó có cái niềm vui. À. Mà mình làm quá nó cũng mắc cái niềm vui đi. Có nghĩa là ham muốn đàn bà quá hả? Ờ, ham muốn đàn bà quá, mắc cái làm vui là mình cũng phải đi bắt ốc, rồi mò cua, rồi mình bán này kia, đi chung chạy nhau để mà chụp hình, quay phim, chụp ảnh này kia đó. Cái đó là cái vui. Ờ. Mình làm hoài ghét. Còn ham muốn đàn bà? Không có ham luôn. Ham muốn đàn bà là có vui không? Không. Là sao? Cũng như gặp, cũng như quen biết, cũng như là quý trọng mấy cái khách khứa của anh mà ở nước ngoài, nước Úc này kia vô đây đó là. Ừ. Mình quý trọng bả, mình chụp hình để mà mình làm kỷ niệm với bả để cho nó vui vô. Chứ không ham muốn. À, chứ nhiều lúc mình làm như vậy mắc cái sự mình chụp hình bả để làm kỷ niệm với bả gì thôi. Chứ mình nếu mà mình hết ai thì mình để bụng, biết thì để bụng mình có tặng máy quay phim chụp ảnh gì cho bả cái gầu. Còn mình hứng gió là lại đến niềm vui đặng sống dai. Hứng gió để mình lấy cái sự vui sống dai. Sống dai để làm chi? Hả? Sống dai để làm chi? Sống dai để mình sống dai để cho nó tuổi mình cho nó họ chút. Họ làm chi? Họ để sống cho nó cao tuổi. Để làm gì ta? Để lớn tuổi. Để mà lớn tuổi làm chi? Lớn tuổi cho người ta nó cho gọi là già tuổi. Rồi già mà ta sống già tuổi để làm gì? Già tuổi để mà sống dai. Mà sống dai quá để làm gì nữa? Sống dai người đời người ta nói mình là sống khoảng mấy người cao cơ là người ta nói sống người tâm tuổi gì đó, là mấy người đó người ta kêu bằng là già khăn của đế. Già khăn của đế. Là sống dai. Là sống dai. Là mấy người đó là tốt hay là xấu? Tốt, mấy người đó cái bộ não người ta rất là tốt. Ừ. Nên người ta sống được họ. Ừ.
còn làm cái bộ đàn não mình nó mệt là sống không thọ. Cái bộ não của mình nó bị ảnh hưởng vào là con người của mình sống giỏi lắm rồi. Năm 60 là hết ham đúng không? Là cái con người mình biết thấm rồi. Ừ, thấm. Năm 60 là thấm sao? Là trong cái bộ não của mình, như cái bộ não của mình nó không tốt. Sống giỏi lắm là tôi độ khoảng năm 60. Như anh là khoảng nhiêu tuổi? Tuổi hả? À. Độ con người của mình như máy móc theo mình gà vô trong cái bộ não của mình. Sống giỏi lắm rồi độ cao cơ lắm là 50. Gà vô bộ não rồi hả? Gà vô bộ não biết khoảng độ con người của mình sống tới mực tới khoảng 50 là đi. Là chết luôn. Bộ não của mình sống khoảng 50. Anh là khoảng 50 thôi hả? Khoảng 50 tuổi. À, giờ nhiêu tuổi rồi? Bốn mấy rồi. Rồi. Tôi độ tôi cũng khoảng 43, 44 vậy. Mà anh nói anh sống khoảng 50 tuổi là chết. Chắc còn khoảng 50. Nếu mà từ 43, 44 đến 50 rồi còn được mấy năm nữa? 44 đi. Thì còn có khoảng 7, 8 năm nữa nhiêu. Ừ. Là mình gà vô sẵn rồi hết hả? Gà vô máy, biết cái bộ não của mình nó không tốt. Là lý do là sao? Mình mới ra ngoài hứng gió. Ừ. Hứng gió cho nó lấy cái bù não rồi lại. Đừng cho nó sống thọ hơn. Sống cho nó thọ. Chứ mình nếu như mà mình không hứng gió thì não mình không tốt. Nếu mà để cho bả ém cơ ém tài mình hoài mình sống không dai đâu. Mình phải né bả mới sống mới có dai. Đúng rồi, mình phải tìm cách đúng không? Tìm cách né bả sống mới có dai. Vậy hay chứ. Né bả chút kia để ghim ngay lại bả hoài chứ chịu sao nổi. Ghim ngay lại bả lên. Ghim ngay lại bả hoài cho mình sống dai được. Né hoài mà chút bả buồn mình chịu thôi. Chịu quá ghim ngay hoài chứ. Đã người ta bắn rồi mà cứ ghim ngay lại hoài thì ghim ngay rồi á chịu. Sao? Vậy á, con người của mình sống đâu cũng đã về cổng bắn mà cứ im ngay lại hoài bắn tới rồi chết luôn như vậy. Nên là nữa là mình phải né. Mình phải né người ta chứ. Mình phải tìm hướng khơi hướng gió. Là biết cái sự nó đem cái sự cái điềm không may mắn. Là mình phải né người ta. Còn nếu mà mình im ngay lại hoài thì nó bị hoài. Giống như con người của mình nó bị nó đã có cái khớp rồi ông lủi lại hoài nó bị hoài. Là con vợ mình nó đem lại cho mình sự ém tài. Cũng như nó ém xuống nó ém tài mình. Làm cho não mình nó bị. Để cho bộ não của mình nó lăn xăng lắp dắp. Lăn xăng lắp dắp. Kêu bằng là mấy người yếu cơ, yếu thế. Hay ém tài, ém phép mình. Để mà lên để mà cho giúp đỡ cho công việc của nó vậy. Phụ tiếp nó vậy. Em phép là sao? Như nó yếu cơ đó. Mấy người mà yếu cơ, yếu tài, yếu phép rồi. Nó nói là như vậy đó. Là nó yếu, nó nhờ cậy mình lên đó để mà làm phụ tiếp cho công việc gia đình của nó. Mà điều cái mấy cái đó là cũng như cái heo mà cái bộ não tôi nghĩ suy nghĩ ra được đó, thì là cái đó là cũng như tôi nói là ai bất cứ ai nói sao nói chứ theo mà cái bộ não tôi tâm linh tôi bộ não tôi nghĩ ra là cái đó tôi không cần tôi bỏ luôn bỏ chứ không có bao giờ mà lấy bỏ cái đó là cũng như là ta hí à nói hí bỏ gì là ta kêu bỏ là cũng như là hí cho bả ăn đó. Là như cái việc công mình làm mấy công ty từ thủ tướng tới giờ đó là coi như hí cho bả vậy đó. Đúng không? Mình không có tính nữa. Mình không có tính toán thì coi như là bỏ luôn. Tâm linh là sao anh Tuấn? Là cái bộ não mình nói là coi như ai nghĩ thì sao mấy anh nghĩ sao nghĩ mà nhưng mà có cái ý tôi nghĩ là cũng như là bỏ hí cho bả. Phải làm sao làm như hí công ăn việc làm của mình cho bả vậy đó. Mình làm không thôi chứ mình không có tính công. Không có tính công như bỏ hí cho bả. Rồi bây giờ mình mệt quá là mình phải tìm cách hướng gió. Hướng gió cho nó lấy mùa não khỏe rồi. Thấy bả làm là mình thấy bả có ghim mình không? Đầu mà bả làm cho bả ăn ngon lành. Già vô chén cơm không muốn nuốt. Già chén cơm vô không muốn nuốt. Sao không muốn nuốt? Ai biết đâu. Gặp lần là làm kiểu đó quay rồi. Gặp làm như không ăn. Rồi là rồi sao không muốn nuốt? Đậu con người của mình cũng như hoạt động làm quá tới cái buổi ăn làm như ăn vô không biết không. Ăn vô làm như nuốt không trong. Rồi lúc đó đói bụng thì sao?
nhiều quá đói thì uống ly nước vô kiếm chỗ ngủ. ăn uống nước vô ly nước vô cho tỉnh tù khỏe trong người rồi lựa kiếm chỗ ngủ. Chứ ăn uống gì vô nước gì trâu nữa. Cái tôi nói gì mà không hiểu. Ngày anh hướng gió mấy lần rồi bỏ đi hả? Ngày hướng gió mấy lần ra ngoài sông phải kiếm chỗ tị. Tị tị là sao? Tị là kiếm chỗ luồng gió nào mà cho nó vắng nó yên tĩnh. Đâu phải để tu hăng cho nó khỏe. Chứ nó làm gì hoài sống giờ họ. Là không phải hướng gió là chỗ nào mình hướng cũng được đúng không? Giống như mình muốn hướng gió là mình đi kiếm cái luồng luồng gió cây đồ á, ngọn cây ngọn gió đồ đó. Mình mới lủi vô đó để mà mình cho nó gió hiu hiu để mình ngủ nó dễ. Cho con người của mình nó khỏe là. Rồi ngủ sao được, ngoài xong mình sao ngủ? Được, mình đi kiếm lủi vô mấy cái vườn cây. Mình biết cái hăng mình gì mình lủi vô mấy cái vườn cây. Đừng bình tĩnh luôn. Tốn lắm. Đừng bình. Đang ngủ. Trốn vậy? Trốn nấp người yêu mình đi ngủ. Thì người yêu là ai? À, vợ tôi vậy đó. Trốn vợ đi hướng gió đi ngủ. Đi ngủ cho nó khỏe rồi lại. Chứ mình thấy vợ mình nó mình thấy làm nó ém tài ém phép hoài thấy mệt quá. Ém tài ém phép hoài mệt thấy đi mẹ. Hai sức nào lên xuống tặng hoài mệt. Rồi chừng nào mà khỏe là mới về trở lại. Hướng gió khỏe xong mới về trở lại. Cái đó như bỏ luôn. Bỏ luôn á. Để cho bả làm sao làm chứ. Để cho bả làm sao làm. Ừ. Tiền và của cải gì bỏ luôn vô á. Bỏ luôn rồi. Bỏ vợ luôn. Bỏ cho bả hí cho bả chứ không có đó. Ừ. Chứ mình cảm thấy mình là nó thấm nó thấm quá rồi. Thấm quá rồi mình bỏ luôn. Sống ở trên đó là sống không được 50 tuổi nữa. Sống gì đâu quá hới đâu thấm biết. Con người của mình đụng á, trong cái máy bộ máy mình là biết thấm liền. Biết thấm. Thấm sức liền ha. Thấm liền. Thấm dữ lắm. Thấm vô máy liền. Rồi mình gọi coi vô trong cái bộ ruột mình biết thấm liền. Thấm là không làm gì được hết. Thấm là coi như là mình đi kiếm chỗ mà ngọn gió nào mà cho nó vắng vẻ rồi mình ngủ vô ngủ. Anh nói thấm như vậy là cái cảm nhận của anh có khi nào mà cảm thấy là mình yếu hơn bả không? Hả? Sao bả không thấm? Cái chuyện cũng như là mình nói là cũng như cái chuyện đó giờ cũng như nó trong cái sự cái hoàn cảnh của nó giờ cũng như nó cũng đã dư gạo hóc lúa hóc ăn quá thế rồi. Giờ cái ý nghĩ mình muốn nói là bỏ cho nó lấy làm sao làm chứ mình muốn gì đâu đó về. Muốn gì đâu đó về chứ giờ mình không có cần thiết nữa, mình không có quan tâm nữa, không có cần thiết nó bỏ luôn chứ. Nó ăn sao nó ăn về cho quả luôn như vậy. ta làm nhà công ty người ta cũng tính công tính cán rồi để mà ta lấy tiền phải không? Còn này liều cho quả luôn. Cho quả luôn chứ lấy gì nữa rồi đấy. Vậy là một hứng gió, hai là uống cà phê, ba là đi lễ. Đi lễ rồi giờ ra đó hứng gió cho ăn. Vậy là vui rồi đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra còn đi bắt ốc nữa. Dạ. Vậy là hay quá ha. Rồi sáng giờ vợ kiếm là nó gặp hứng gió là vợ nó thấy mình vậy là nó bỏ đi về luôn. Dạ để cho vợ mình đi về để cho nó nghỉ ngơi rồi chứ yên giấc luôn. Mới nói giờ không gần nữa. Bỏ luôn. Dưới này đi lễ. Để mình tịnh tâm lại. Dạ. Thôi bây giờ mình kết thúc đúng clip này, mình mời cô bác anh chị đi quay phim chụp hình con ốc đi. Dạ. Mời đi. Chào đi. Dạ, cảm ơn anh từ ở bển qua đây mà để mà cho em thấy hình được hình ảnh của anh như vậy đó. Để mà qua đây giúp đỡ cho em để mà được mà quay phim vô anh. Thích không? Cảm ơn anh. Thích được quay phim vô ảnh không? Thích, cảm ơn anh rất nhiều. Mời anh đi bắt ốc với em không? Có mời anh đi bắt ốc với em không? Mời mấy em hay là mời chị? Nào có, nó được cảm ơn ảnh mà để mà từ ở bển mà qua đây mà giúp đỡ cho em mà để mà chụp họ được vô ảnh vậy đó. Hôm qua là có mấy trăm ngàn đâu mất tiêu hết rồi, anh Tú còn không? Hả? Còn không? Gửi cho nhà nước rồi. Gửi nhà nước rồi? Dạ. Sao gửi nhà nước? Gửi vô chứ để mình cầm giữ. Nhà nước ở đâu anh? Nhà nước giữ nó dễ rồi mình đây giữ nó yếu giữ được. Sao? Nhà nước ở đâu? Hả? Nhà nước là ở đâu?
chuyện á, mình ở đây mình giữ không được. Sao giữ không được, phải gửi cho nhà nước. Mà kế mình nó muốn gửi cho người ta cầm cho nó dễ. Mình cầm nó yếu cơ, sao cũng được. Sao yếu cơ? Thì sao cũng được. Vì là sao giấy số rồi, đúng không? Ờ. Không cầm được. Gửi cho người ta. Rồi đâu xé số à hả? Dạ, không có chơi. Không chơi hả? Không có chơi số. Bây giờ bỏ luôn à? Dạ bỏ số luôn. Sao ạ? Dạ không được. Sao không được? Mình yếu trong mình chơi không được. Sao ạ? Sao yếu mình chơi số không được? Ờ, xé không được. Nó là, nó làm cái ù ù gì mà xé bọng gì bỏ luôn chứ chơi. Cái gì làm ù ù? Chuyện á, nghe cái hơi này không dám xé. Bỏ luôn chứ đâu có dám chơi. Bây giờ chỉ đi bắt ốc bậy bạ thôi. Bắt ốc bậy bạ. Để làm chi? Để mà giúp vui cho anh em của mình vậy đó. Cho nên mấy cái chuyện kia mình cũng đâu cần thiết gì nữa. Số vòng gì bỏ luôn, cho vòng. Bỏ vợ, bỏ số luôn, chỉ còn hứng gió thôi. Hứng gió rồi chứ quá thế. Quá thế rồi. Giờ vợ con mà cũng đâu cần thiết gì số. Số vòng gì bỏ luôn. Bỏ luôn. Bây giờ niềm vui của anh chỉ còn là gì? Niềm vui cũng như là để mà gặp anh em mình, để mà thấy ảnh mà để mà chụp hình. Cho ảnh vui thôi đúng không? Vui rồi. Bắt ốc này kia. Bắt ốc chụp hình, quay phim chụp ảnh gì, gì vô hình ảnh này được. Như thương mấy cô ghe gái đẹp mình để trong lòng thôi. À, như mình biết mình để trong lòng vậy thôi chứ đâu có biết. Chứ mình nói ra thấy nó là sao? Như mình nói thương thì cũng như có cái sự bạn bè mình cũng hơi ngại hơn. Đúng rồi, đúng không? À, mình chơi với bạn bè mình nói sớm quá thì nó cũng hơi ngại. Mình cũng phải để một cái thời gian nào để mà mình chuẩn bị mình nói, đúng không? Nhưng mình nói sớm quá thì nó sự nó đột ngột. Đột ngột quá. Đột ngột quá mình đâu nói nó ta cũng lắp dắp chuyện này chuyện nọ, phải không? Để cho người ta cũng suy nghĩ tới lui rồi. Đúng rồi. Để cho người ta tìm hiểu rồi chứ. Để cho người ta tìm hiểu mà từ từ người ta tới lui để mà người ta nói với mình sao. Hình sáng nay ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Ăn cơm ở đâu? Ở phía tên này nè. À, ăn cơm tiệm hả? Dạ. Chứ ăn cơm với vợ là nó cũng cản tài nữa hả? Nuốt không vô. Dạ. Đúng không? Dạ, cũng như em muốn để sống riêng một mình vậy đó. Đi ra ngoài bến đò bến sông để mà hứng gió chơi. Chứ bây giờ lên nhà vợ ăn cơm nuốt nó cũng không trôi nữa. Nuốt cũng không đâu, bỏ luôn cho bả luôn. Không lấy. Thôi chào tất cả cô bác của anh chị đi. Cảm ơn anh để mà qua đây chụp hình. Mấy anh chị ở nước ngoài, nước Úc, nước Mỹ gì đó. Cảm ơn ở ngoài nước Mỹ qua đây chụp hình hình ảnh của em. Thấy em, anh thấy anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Đẹp trai thì sao? Đẹp trai là cũng như anh em mình chụp hình chung với nhau đẹp trai. Chụp hình ảnh ai cầm cũng phải đẹp. Nên hình nữ mình tự tin mình lên cái màn ảnh. Dạ. Đúng không? Dạ đẹp.